giải ngân vốn đầu tư công tại thành phố đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp thành lập thêm khoa phụ sản, góp phần nâng cao hiệu quả khám và chữa bệnh vô sinh cho những cặp vợ chồng hiếm muộn. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá về vẻ đẹp của di sản thiên nhiên thế giới quần thể Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà để phát triển du lịch, cùng nhiều nội dung đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, nên công tác giải ngân vốn đầu tư công đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Với nguồn vốn ngân sách của thành phố được phân bổ đúng theo nguyên tắc, tiêu chí, vì thế đã góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế cũng như đáp ứng được các yêu cầu về an sinh xã hội. Ngoài ra, Hải Phòng đã thực hiện tốt quy chế phân cấp quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện phù hợp với mục tiêu, nhu cầu của từng địa phương. Các dự án do Ủy ban nhân dân thành phố giao kế hoạch vốn có 24 chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn năm 2023 gần 13.398 tỷ đồng, trong đó có các đơn vị địa phương có tỷ lệ giải ngân cao trên 80% như Ban quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, huyện Cát Hải, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo và huyện A Lão. Bình quân 12 tháng năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng của thành phố tăng 3,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 3,54% của năm 2022. Năm qua, giá cả mặt hàng hầu hết đều có xu hướng biến động, tăng do ảnh hưởng của việc tăng lương cơ sở và giá xăng dầu. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, các cấp các ngành tiếp tục triển khai tích cực các giải pháp đồng bộ để ổn định giá cả thị trường. Trong tháng 12 vừa qua, giá xăng dầu bình quân giảm, nhu cầu tiêu thụ điện giảm là nguyên nhân làm cho chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 12 giảm 0,26% so với tháng trước, tăng 4,12% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp thành phố năm 2023 ước tăng 13,16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các ngành kinh tế cấp 1 đều có tăng trưởng dương như ngành khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất, phân phối điện, cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu năm 2023 tăng cao so với cùng kỳ năm trước, tập trung vào nhóm các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, sản phẩm điện tử, sản xuất xe có động cơ, đóng tàu. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo cả năm 2023 ước tăng 10,86% so với cùng kỳ, chỉ số tồn kho ước tăng 6,48% so với cùng kỳ. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư quy định về kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 2 tới đây. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường hiệu lực, hiệu quả của các công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Bên cạnh đó, việc kiểm tra góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng và hệ thống tài chính, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và khách hàng của tổ chức tín dụng. Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát trọng tải tại địa phương, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ cửa ngõ ra vào thành phố. Dịp Tết Dương lịch 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024, dự báo lưu lượng người và phương tiện giao thông sẽ gia tăng mạnh mẽ. Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, đường bộ, đường sắt, đường thủy. Theo đó, ngoài việc tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát tải trọng xe từ các cửa ngõ ra vào thành phố. Điều trị vô sinh là một trong những công việc khó khăn, mất nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc. Tuy nhiên, khi thành công sẽ là điều vô cùng hạnh phúc, không chỉ đối với các cặp vợ chồng hiếm muộn mà cả với các y bác sĩ chữa bệnh. Có tiền sử hiếm muộn 8 năm nay, sản phụ này đã điều trị nhiều nơi và đã lựa chọn phương pháp hỗ trợ sinh sản, thụ tinh trong ống nghiệm. Sau khi thai nhi đủ ngày đủ tháng, gia đình đã quyết định lựa chọn sinh tại khoa phụ sản của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, đồng thời đăng ký lưu trữ tế bào gốc cuống rốn cho con. Trong quá trình để có được em bé thì cũng khá vất vả. Trước khi đến Bệnh viện Việt Tiệp thì mình cũng tìm hiểu qua rất nhiều cơ sở, nhưng cuối cùng vẫn chọn Việt Tiệp 2
khoa sản tuy rất mới nhưng mà đáp ứng rất nhiều cái yêu cầu của bên gia đình. Mặc dù mới đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2023, đến nay khoa đã tiếp nhận 40 ca, trong đó có cả trường hợp sinh thường và phẫu thuật. Ngoài ra, khoa còn thực hiện nhiều ca phẫu thuật bóc u xơ tử cung và u nang buồng trứng. Đặc biệt có trường hợp phẫu thuật ung thư cổ tử cung xâm lấn sang các tạng lân cận như bàng quang và ruột. Xây dựng trên cái nền tảng khoa sản bệnh lý, chúng tôi cũng đã tiếp nhận được rất nhiều những cái trường hợp bệnh lý khó, cần có sự phối hợp của các chuyên khoa, như chuyên khoa huyết học, chuyên khoa gây mê hồi sức, chuyên khoa tim mạch, nội tiết, những cái bệnh lý về tiểu đường. Chính vì thế sẽ đảm bảo được cái tính an toàn cho cả mẹ và em bé, đặc biệt trong những cái trường hợp mà sau khi phẫu thuật xong về sản phụ khoa thì chúng tôi vẫn tiếp tục điều trị tiếp những trường hợp mà mắc những cái bệnh lý của nội khoa của mẹ đấy. Những năm qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp không ngừng đổi mới, nâng cấp, đầu tư các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển thêm nhiều phương pháp khoa học kỹ thuật, y học tiến bộ, ứng dụng có hiệu quả và thực tế lâm sàng, qua đó cung cấp đầy đủ và toàn diện các dịch vụ y tế chất lượng, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân thành phố và các tỉnh thành lân cận. Sự ra đời của khoa phụ sản đã đánh dấu một bước ngoặt mới của bệnh viện cũng như của ngành y tế Hải Phòng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Năm 2023, quần thể Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, được coi là một trong những sự kiện văn hóa quan trọng của thành phố Hải Phòng. Việc được ghi danh di sản thế giới là minh chứng cụ thể, góp phần khẳng định những đóng góp quan trọng của Việt Nam ở tầm quốc tế vào nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Quần đảo Cát Bà trở thành di sản thiên nhiên thế giới với những giá trị nổi bật toàn cầu. Danh hiệu mới giúp chúng ta có cơ hội thúc đẩy quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam với thiên nhiên phong phú, cũng như khẳng định di sản văn hóa là tài sản, nguồn tài nguyên vô giá cho phát triển kinh tế xã hội gắn với phát triển du lịch bền vững. Với cái vị thế là di sản thiên nhiên thế giới thì chúng ta cũng nằm trong các danh sách các địa phương có những cái di sản, qua đó là quảng bá mạnh mẽ cái hình ảnh của thành phố Hải Phòng để thu hút khách du lịch, thu hút các cái hoạt động gọi là đầu tư phát triển cho kinh tế xã hội ở các khu vực lân cận và để cho thế giới biết tới thành phố Hải Phòng, để cho khách du lịch trên phạm vi toàn cầu có thể chiêm ngưỡng một cái gọi là di sản với những cái giá trị ngoại hạng về cảnh quan, với cái sự đa dạng về sinh học, sinh thái. Huyện Cát Hải vinh dự là địa phương đầu tiên của Hải Phòng sở hữu di sản thiên nhiên thế giới. Bên cạnh các chiến lược quảng bá điểm đến, xúc tiến phát triển du lịch, việc tính toán kết nối thành chuỗi các điểm, tuyến tham quan, bảo đảm tăng nguồn thu từ dịch vụ du lịch được huyện tích cực triển khai trong năm nay. Quần đảo Cát Bà cùng với Hạ Long được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới thì đây là một cái cơ hội rất lớn và rất tốt cho du lịch Cát Bà trong công tác quảng bá điểm đến cho du lịch. Qua đây, du khách trong nước và quốc tế sẽ biết đến Cát Bà nhiều hơn, hiểu về những giá trị nổi bật toàn cầu của Cát Bà nhiều hơn và đặc biệt là càng hiểu hơn về du lịch Cát Bà trên tinh thần là du lịch sinh thái. Quần đảo Cát Bà được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới là cả một hành trình nhiều thử thách với nhiều nỗ lực. Song việc bảo tồn, phát huy giá trị của di sản đang là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần quyết tâm thực hiện. Năm 2024, huyện Cát Hải và các sở ngành thành phố tiếp tục phối hợp có hiệu quả trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về di sản theo hướng xây dựng và xuất bản các ấn phẩm nghiên cứu, tài liệu quảng bá làm nổi bật giá trị của quần đảo Cát Bà tới đông đảo người dân trong cả nước và du khách quốc tế. Thông tin từ Hiệp hội Du lịch Việt Nam, năm 2023 có hơn 5 triệu người Việt Nam đi du lịch nước ngoài, trong đó Thái Lan đón hơn 800.000 khách Việt Nam, Hàn Quốc đón hơn 420.000 khách Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc là 350.000 lượt khách. Thời điểm quý 2 năm 2023, tổng hợp nguồn dữ liệu thống kê nhu cầu của người Việt Nam đi du lịch nước ngoài tăng trưởng khoảng 170% so với các kỳ trước đại dịch. Ngoài các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, thì các quốc gia mà người Việt ưa thích đến nhiều là Australia, Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ. Du khách Việt Nam thường sẽ có xu hướng lựa chọn kỳ nghỉ vào Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, du lịch trong nước cũng đang phục hồi nhanh, do đó ngành du lịch phấn đấu hướng tới mục tiêu phục hồi hoàn toàn hoạt động du lịch trên tất cả các tiêu chí đã đạt được vào năm 2019. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của bản tin Hải Phòng hôm nay ngày 4 tháng 1 cũng đã hết. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website thp.vn
hoặc các nền tảng số khác của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Xin kính chào tạm biệt.